lên kính cặp gương. Thiết bị này chỉ dành cho những xe đã có sẵn motor trên gương. Lắp ráp thiết bị này vào xe rất là nhanh, chỉ cần 15 đến 20 phút thôi. Điều đặc biệt của thiết bị này là khi chúng ta lắp ráp, chúng ta sẽ không cần phải chế thêm bất kỳ một sản phẩm nào khác vào. Hãy đến với Đại Phát Auto để cho chiếc xe của mình cực kỳ thông minh nhé. Đại Phát Auto theo địa chỉ 53 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, số hotline 0983 112233. Đại Phát Auto, nơi đã cắt hoàn toàn.